Hiện nay tại khu vực cảng biển Vũng Áng, Sơn Dương tập trung nhiều phương tiện thi công các công trình hàng hải và tàu thuyền đánh bắt hải sản của ngư dân. Trước tình hình đó, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan đã đến tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở từng chủ phương tiện, các thuyền viên làm việc trên các phương tiện thi công, các chủ tàu và ngư dân nắm rõ các quy định của pháp luật về an toàn hàng hải, cung cấp thông tin về khu vực tránh trú cho tàu thuyền, khuyến cáo những vấn đề cần thiết khi xảy ra thiên tai, đồng thời cấp phát hàng trăm cờ Tổ quốc, tờ rơi và phao cứu sinh cho thuyền viên, ngư dân. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhằm hỗ trợ động viên bà con ngư dân địa phương cải thiện điều kiện an toàn lao động, nâng cao hiểu biết, nhận thức của chủ các phương tiện, thuyền viên và ngư dân trong việc chấp hành những quy định an toàn hàng hải, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cũng trong đợt này, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị trên địa bàn ra quân dọn dẹp vệ sinh khu vực bãi biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.